Nào bạn nhí mà nói cho biết hack là gì nào? Shoulder. Shoulder. Knee. Toe. Đâu, nữa nữa bạn nhí nói tiếng Việt. Chỉ vừa nói là nó là gì nhá? Hack là gì? Tiếng Việt là gì? Tiếng Việt là gì? Đây là cái gì đây? Đấy là cái gì đây? Con vừa chỉ vào cái gì đây? Ừ, vậy hét là gì? Đúng rồi, shoulder. Shoulder đâu? Ok, knee. Ok, toe. Ok, nào. Hát nào. Hát nào, lấy tay múa theo nhịp hát nào. Hét. Hét đâu, vừa hét kìa để vào đâu. Hét, shoulder nào. Knee and toe. Rồi, lại. Nào đứng lên múa, cúi đàng hoàng.